Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự tin nóng 24 giờ. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. 515 lần đưa hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Kính thưa quý vị, 21 quan chức cán bộ bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn để 515 lần nhận hối lộ 165 tỷ đồng khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp tham gia tổ chức các chuyến bay giải cứu. Sau 15 ngày nhận kết luận điều tra từ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố 21 người tội nhận hối lộ, 24 người đưa hối lộ, 4 người lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 4 người môi giới hối lộ. Tháng 3 năm 2020, Chính phủ tổ chức chuyến bay giải cứu đầu tiên đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước. Sau đó, các chuyến bay giải cứu, người dân trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly và chuyến bay combo, người dân tự nguyện trả phí toàn bộ được triển khai cùng lúc. Theo phân công, Bộ Ngoại giao sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức chuyến bay, Bộ Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Công an tham gia, cho ý kiến với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố được giao thực hiện chủ trương cách ly y tế. Trong vụ án, Bộ Ngoại giao được xem là mắt xích quan trọng khi thực hiện các chuyến bay với đầu mối là Cục lãnh sự. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, Cục lãnh sự đã đề xuất và được Chính phủ phê duyệt tổ chức 772 chuyến bay, trong đó có 400 chuyến giải cứu, 372 chuyến combo. Trong 9 tháng, từ tháng 5 năm 2020, 13 cá nhân đại diện cho các doanh nghiệp đã tiếp cận, đặt vấn đề nhờ Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng giúp đỡ, được cấp phép chuyến bay. Từ đó ông Dũng 37 lần nhận 21,5 tỷ đồng. Địa điểm ông Dũng nhận tiền nhiều nhất là phòng làm việc ở Bộ Ngoại giao, còn lại ở quán cà phê gần trụ sở bộ hoặc thông qua vợ. Ông Dũng và gia đình đã tự nguyện nộp 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Là cấp dưới chịu sự quản lý trực tiếp từ ông Dũng, bà Nguyễn Thị Hương Lan khi đương chức cựu trưởng lãnh sự bị cáo buộc 32 lần nhận 25 tỷ đồng của doanh nghiệp. Bà Lan chủ yếu nhận tiền tại phòng làm việc, tại nhà riêng, trên ô tô và quán cà phê. Tại văn phòng chính phủ, ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý phó thủ tướng thường trực cũng được một số doanh nghiệp tiếp cận nhờ giải quyết giúp thủ tục. Trong hơn một năm, ông Linh đã nhận 5 lần, tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng. Cáo trạng nêu, Bộ Y tế là một trong 5 bộ tham gia tổ chức công tác thực hiện đưa công dân về nước. Tại đây, Cục Y tế Dự phòng được giao nhiệm vụ phê duyệt hoặc từ chối đề xuất của Bộ Ngoại giao về tần suất, số lượng chuyến bay phù hợp với tình hình dịch bệnh. Theo quy trình, Thứ trưởng khi nhận được đề xuất tổ chức chuyến bay giải cứu, combo hoặc khách lẻ xin về nước sẽ chuyển cho Cục Y tế Dự phòng tham mưu. Mọi trao đổi giữa Cục và Thứ trưởng đều thông qua Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định khi thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên yêu cầu doanh nghiệp chi 50-200 triệu đồng một chuyến bay combo hoặc 500.000-2 triệu đồng một hành khách. Với khách lẻ xin về nước, thư ký Kiên ra giá 7-15 triệu đồng một người. Tùy từng thời điểm, ông Kiên còn bị cáo buộc móc nối với Vũ Anh Tuấn, cựu phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nhận tiền giúp đỡ doanh nghiệp. Viện Kiểm sát cáo buộc ông Kiên là bị can nhận tiền nhiều nhất. Trong 11 tháng, bị can này đã 253 lần nhận tổng cộng 42,6 tỷ đồng của 18 người đại diện các doanh nghiệp. Điển hình từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, ông Kiên 7 lần nhận 6 tỷ đồng tại trụ sở Bộ Y tế để giúp cho công ty Bầu Trời Xanh được cấp phép 40 chuyến bay. Những lần khác, ông Kiên nhận tiền thông qua tài khoản của người thân. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trong 7 tháng, bị can Tuấn 49 lần nhận 27,3 tỷ đồng, đã nộp 8,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cục Phó Trần Văn Dự hưởng lợi 3,1 tỷ đồng và đã khắc phục 2 tỷ đồng. Cán bộ Công an Vũ Sĩ Cường nhận 9,3 tỷ đồng và hưởng lợi 5,5 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định, tại vụ án này, 21 bị can công tác tại nhiều cơ quan nhà nước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao 515 lần nhận hối lộ 165 tỷ đồng, 4 người của Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia lợi dụng chức vụ gây thiệt hại 10 tỷ đồng, 23 đại diện doanh nghiệp đã đưa hối lộ gần 500 lần với hơn 226 tỷ đồng. Theo cáo trạng, không chỉ đưa hối lộ trong tổ chức các chuyến bay, một số doanh nghiệp còn tiếp cận lãnh đạo của địa phương khi làm thủ tục cách ly công dân về nước. Tại Hà Nội, bị can Trử Xuân Dũng khi đương chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021 đã ký 66 văn bản đồng ý cho 16 công ty được đưa người từ nước ngoài về cách ly. Với trọng trách này, ông Dũng đã 9 lần nhận 2 tỷ đồng để ký chấp thuận cho cách ly với 4 công ty. Bị can Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thay mặt lãnh đạo tỉnh ký chấp thuận cho công dân trên chuyến bay giải cứu được cách ly trên địa bàn. Ông Tân bị cáo buộc nhận 5 tỷ đồng của hai lãnh đạo, công ty Bầu Trời Xanh. Trong vụ án, bị can Nguyễn Thị Hà Liên bị khởi tố về tội môi giới hối lộ, song đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, tách vụ án để điều tra sau. Một số người khác có dấu hiệu phạm tội và cơ quan an ninh sẽ điều tra ở giai đoạn 2. Không chỉ một mà mấy chục, mấy trăm xe ngược chiều cùng lúc.
cảnh sát bó tay. Kính thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đại diện của cảnh sát giao thông nói, không chỉ đi một người mà đi nhiều người, mấy chục người, mấy trăm người trong cùng một thời điểm, cảnh sát bó tay, không thể xử lý được. Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đại diện của cảnh sát giao thông Bộ Công an đã chia sẻ như vậy và nhấn mạnh đây là hành vi nguy hiểm tại hội thảo tác nghiệp báo chí về an toàn giao thông. Ba nhóm vi phạm cần ngăn chặn ngay. Theo Đại tá Nhật, lãnh đạo Bộ Công an xác định ba nhóm hành vi vi phạm cần ngăn chặn ngay. Nhóm 1 là ma túy, nồng độ cồn, nhóm 2 là vi phạm tốc độ và nhóm 3 là quá tải, cơi nới thành thùng xe. Để thực hiện tốt, ông Nhật đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục sát cánh cùng lực lượng chức năng trong tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật. Như xử lý nồng độ cồn, vị này khẳng định ý thức, thói quen của người dân tốt hơn, nhất là ở các thành phố lớn, khi mức xử phạt cao nhất cho tài xế uống rượu bia cố tình lái xe lên tới 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng, được phổ biến rộng rãi, kéo theo đó là giảm gây rối trật tự công cộng, bạo lực gia đình. Nhân hội thảo, Đại tá Nhật kể nhiều người có thói quen vui, buồn đến uống rượu bia, thậm chí là không vui, không buồn cũng uống. Cạnh đó nhiều người đi xe đến quán bia, quán nhậu nhưng ăn uống xong thì lại lái xe về nhà. Đó là hành vi nguy hiểm cần phải thay đổi. Tất cả phản ánh về vi phạm giao thông đều được xử lý. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, các lỗi phổ biến là đi không đúng làn đường, vi phạm tốc độ, sử dụng điện thoại, sao nhãng nên không quan sát khi quay đầu xe, không giảm tốc độ khi qua ngã tư, vi phạm nồng độ cồn. Dẫn chứng ở Hà Nội, ông nói, có những ngã tư, ngã ba vắng cảnh sát giao thông, người dân sẵn sàng vượt đèn đỏ. Thậm chí là cảnh sát giao thông có mặt, vẫn có người sẵn sàng vượt đèn đỏ. Một ví dụ khác tại nút giao ngã tư Sở Hà Nội, ngay sau khi điều chỉnh giao thông, người dân sẵn sàng đi ngược chiều để rút ngắn thời gian đi lại. Không chỉ đi một người mà đi nhiều người, mấy chục người, mấy trăm người trong cùng một thời điểm, cảnh sát bó tay, không thể xử lý được. Ông nêu và cho biết, việc này tiếp diễn dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giáo dục, thậm chí là xử phạt. Tuy vậy, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nêu rõ tất cả phản ánh về vi phạm giao thông từ người dân, báo chí đều được xử lý. Tuy nhiên, việc xử phạt xe máy khó hơn so với ô tô do xác minh chủ xe không dễ vì hiện tượng không sang tên đổi chủ, đổi chỗ ở, chây ý không chấp hành. Đề nghị báo chí tiếp tục phản ánh về trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có những bài viết phản ánh về lực lượng cũng như cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông cần kịp thời viết, đăng tải tin, bài, phản ánh tồn tại bất cập của hệ thống giao thông, tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng để cơ quan chức năng nghiên cứu, khảo sát, bố trí nguồn vốn để duy tu, sửa chữa kịp thời. Bằng các hình thức như phóng sự, tọa đàm, chụp ảnh, video, phỏng vấn, Cục Cảnh sát Giao thông mong các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông và giảm tai nạn giao thông. Ngoài ra, cơ quan truyền thông có thể cung cấp thông tin cho lực lượng cảnh sát giao thông những vụ việc trên tuyến giao thông hay sự cố trên đường, ùn tắc, tai nạn, thời tiết để cùng khuyến cáo kịp thời đến người dân. Theo Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Trần Minh Hùng, hội thảo là một cơ sở dữ liệu vô cùng quý giá cho các nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp đưa tin về vấn đề an toàn giao thông. Các cơ quan báo chí, truyền thông đều mong muốn kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương vì tai nạn giao thông. Đây là trách nhiệm chung của các phóng viên, nhà báo và của các cơ quan báo chí. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.